vậy mà sao phụ chứ? Đỉnh cao nhất Sài Gòn. Ta cảm ơn đậm sâu những người đã luôn vì ta trên con đường dài. Ta nhận ra niềm tin con vương lại trên từng tâm hồn. Lại điều hay con vang ngoài mỗi lần vang mạnh hơn cả trăm lần. Như loài chim tự do đưa mình theo cuồng phong về vô vàng. Như đồng xanh tỏa hương, như rừng cây tặng ta sự mơ màng. 20 năm chưa bao nhiêu tha, hồi mình như là diều, cho con tim ta phải tiêu nga. Về lòng em một chiều, thanh xuân lá chưa về lên những chuyện tôi không khứ hồi. Em nếu tiện thương ngồi khoảng tôi không đông, có thể gọi là thiếu trên chuyến hành trình còn dang dở. Qua giây những lời cảm ơn, vượt qua khỏi đầm lầy hiền nhã, thế lời xin lỗi dễ dàng hơn. Luôn qua lòng thương cao chẳng chịt, nhảy lên sự yêu thắng sục sôi. Chạy theo những giấc mơ ngày ấy, chẳng biết bao giờ tới được nơi. Chạy đến khi vô tình về nhà, ăn một bát cơm mới vừa sơi. Cởi bỏ lớp mặt nào xuề xòa, bữa cơm chiều vừa nói vừa chơi. Kể về thác cảnh con gặp phải, chú cá chép vừa mới tập bơi. Gửi lời cảm ơn cho ba mẹ, vì mỗi con người mỗi cuộc đời. Đã đến lúc tiếp tục cất cánh và bay lên. Con đánh đổi an toàn để lấy trách nhiệm, bản những ca từ ngày càng hay thêm. Bất kể dù là ngày hay đêm, con tự tin hiểu biết phóng khoáng tỏa sáng lung linh rạng rỡ như một cây đèn. Xin chào các bạn, Vũ Trí Academy hôm nay đưa tất cả các em ở cơ sở 1, cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh về nơi đây cắt tóc. Nơi đây được gọi là trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, nhà tình thương thiện tâm đấy, của các sơ trực thuộc của giáo xứ Hải Lâm, thuộc về Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là thầy đưa các bạn về đây cắt tóc cho các cụ. Trong đây thì có rất là nhiều thể loại, có các cụ ngồi xe lăn, có các cụ nằm giường, có các cụ thì đã đi lại được, tùy theo. Sau đây thì thầy xin mời các bạn sẽ theo dõi với những hoàn cảnh của mỗi người, nhìn rất là đáng thương. Nên là các bạn nếu mà có sự đam mê về cắt tóc thì mình bất chấp cho những quãng đường xa, bất cứ nơi đâu, ở chỗ nào cũng có thể đi tới đây để cắt tóc. Mai mốt thì thầy sẽ đưa các bạn đi tới những chỗ người già neo đơn ở các thành phố khác, các tỉnh khác, thì mọi người, các bạn sẽ thấy được những hoàn cảnh của mỗi người mỗi nơi nha. Và đây thì các em đang cắt cho các cụ, các cô. Đây là cụ già, cụ còn ngồi được lâu không các? Ngồi được khoảng bao lâu mới xong ạ? Mới bị đau lưng ạ? Ngồi khoảng 30 phút được không? Dạ được, vậy thì tranh thủ cắt cho cụ nhé, đừng để quá 30 phút ha. Thì các em về trên quãng đường từ thành phố về đây, các em thấy như thế nào ạ? Các em cắt tóc như vậy thì các em cảm thấy nó ý nghĩa trong cái chuyến mình đi cắt tóc không? Có ý nghĩa nhiều lắm hả? Tụi em đi đường xa đúng không ạ? Mà cái này cắt cho mấy cụ thì cảm thấy vui, với lại cảm thấy mình giúp ích được cho mấy cụ. Không chút mình đi từ thành phố xuống đây cũng hạnh phúc lắm. Thì thật sự trong cuộc sống của con người ở nơi đâu cũng vậy hết. Thì sau này thầy sẽ đưa các em đi tất cả những nơi khác, cũng có những cái trường hợp mà nuôi, những chỗ mà nuôi những người già neo đơn như thế này. Thì lúc đó các em sẽ thấy được cái cuộc sống thì mình cũng chẳng có nói mạnh được. Bây giờ mình còn đang là trẻ tuổi đây, mình còn đang là sức khỏe chơi trắng tốt này ha. Rồi sau này mình lớn tuổi, mình yếu rồi, chân yếu tay mềm, mình cũng có trường hợp như vậy thì sao? Thế thì bây giờ mình cứ nghĩ trước là sau này mình sẽ rơi vào trường hợp như vậy, thì mình sẽ sẵn sàng, mình mở rộng tấm lòng mình ra để mình thực hiện với những kiểu tóc tốt, đẹp để cho các cụ thực hiện, để các cụ chuẩn bị đón một cái mùa xuân mới, một năm mới để còn ăn Tết nữa chứ không? Đúng không? Vậy thì các em hãy cố gắng cắt tóc nhé. Cắt tóc cho bằng một cái khả năng, hết khả năng của mình, để cho những cái kiểu tóc cho nó được tốt hơn, đẹp hơn cho các chị, các cô, các bà. Trong đây thì nhiều tầm tuổi lắm, nên là cứ ai trẻ trẻ thì gọi bằng chị, ai lớn chút gọi bằng cô.
Rồi. Lúc mới đầu mà thầy cho đi ấy là thích lắm. Vừa được trải nghiệm ở bên ngoài, vừa gặp được các cô. Còn được làm việc tốt nữa. Đúng, à, đúng rồi anh, còn được làm việc tốt nữa. Em rất là vui, nhưng là mình chưa có một cái trải nghiệm nào mà nó thú vị mà nó vui như cái trải nghiệm lần này. Tuy là đi đường hơi xa nhưng mà tụi em thấy rất vui. Thực sự mà nói thì khi mà vừa bước vào cái phòng mà dành cho anh, cho các cô chú mà không đi được á, thì thực sự là muốn khóc. Thực sự là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy được tình trạng như thế này, chưa có cơ hội. Thì nhờ thầy và nhờ Barbershop Vũ Trí thì để cho tất cả các bạn ở đây thì có cơ hội thấy được là những người già neo đơn như vậy họ rất là tội nghiệp. Và mình thật may mắn khi cảm nhận được, may mắn khi mình được có gia đình hạnh phúc, được bình ổn, được thoải mái với mọi người. Đó là điều may mắn. Thì mình nên làm một cái điều chia sẻ đối với các cô chú. Đó là một điều chỉ là hớt tóc thôi, nhỏ nhoi thôi, nhưng nó mang lại một cái ý nghĩa rất là lớn. Thật sự rất là cảm động. Đó gọn vô. Dạ. Dạ. Kiểm tra lại sao sau gọi là đẹp trai được. Đây phải gọi là đẹp lão. Ha? Dạ, đẹp lão. Ui, xui rồi, đẹp quá như vậy thì. Quá, quá như vậy thì đón vậy. Xuân, đón Tết là quá tuyệt rồi, sắp sửa Tết đến rồi, các rồi. Con các cháu tới thăm rồi, còn chúc tuổi còn lì xì nữa. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, tóc mà xấu đâu được tiền lì xì đúng không? Dạ, đúng rồi. Đấy. Tóc phải đẹp, không có tiền lì xì. Giờ mà già quá. Dạ. Rồi hết tóc vậy coi đẹp rồi. Dạ, Tết là các con các cháu dạ. Tới thăm dạ. Bà nhiều không? Dạ. Hết tóc dùng cho mấy bà già. Cảm ơn dạ. Nhiều lắm. Có nhiều nơi cũng đang là cấm lắm, cấm cản lắm, không dám vô. Mấy dạ vâng. Nhiều lắm. Thấy dạ. Cái tóc này là nhớ mấy em lắm. Dạ. Có gì thì dạ. Hết cho em nữa. Đâu quay qua đây coi đó, đẹp chưa đây? Dạ đây. Ngắn đẹp rồi ha, mát mẹ. Dạ. Mai mốt á, tóc dài cảm thấy ngắn khó chịu quá, dạ, nóng quá rồi. Cứ nói bây giờ nha, nói bây giờ liên hệ bây giờ sơ sẽ dạ sơ sẽ gọi điện dạ. Báo cho con biết là con sẽ đưa anh em dạ. Từ thành phố về đây cắt dạ. Cho các cụ nha. Dạ vâng. Dạ con chào cô. Chúc con nhiều điều may mắn. Dạ cảm ơn cô nhiều.